bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu trường cao đẳng Seneca tại Canada. Trường cao đẳng Seneca được thành lập năm 1967, tọa lạc tại thành phố Toronto, xinh đẹp và lớn nhất tại Canada. Trường được chính phủ công nhận là trường cao đẳng số 1 dành cho sự hài lòng toàn diện của sinh viên và người sử dụng lao động. Là trường cao đẳng duy nhất tại Canada được thành lập tại tổ chức trao giải thưởng Hàn Lâm Oscar vào năm 2005. Seneca được đánh giá là trường cao đẳng kinh doanh thương mại lớn nhất tại Canada. Tại Seneca, chương trình giảng dạy luôn được cập nhật liên tục nhằm phù hợp với những yêu cầu của thị trường. Trường trang bị hơn 6.000 máy tính cá nhân cho sinh viên sử dụng. Ngoài ra, Seneca còn chi hàng triệu đô la mỗi năm để hiện đại hóa các phòng học, các phòng thực nghiệm và các dụng cụ để điều khiển bằng máy tính. Bằng cấp chứng chỉ của trường được đánh giá đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Trường đào tạo chương trình cao đẳng đại học và sau đại học với các ngành thế mạnh như kinh tế, kế toán tài chính, khoa học, công nghệ sinh học, dược, khoa học sức khỏe, điện tử, v.v. Thời gian nhập học là tháng 1, tháng 5 và tháng 9. Học phí trung bình là 11.000 đô một năm. Học sinh chưa có trình độ tiếng Anh sẽ đăng ký tham gia khóa học tiếng Anh trước khi tham gia khóa học chính. Học sinh sẽ được yêu cầu kiểm tra trình độ tiếng Anh trước khi vào học để xếp lớp phù hợp. Lịch kiểm tra sẽ báo trước ngày khai giảng một tuần. Chương trình tiếng Anh gồm 8 cấp độ và mỗi cấp độ sẽ kéo dài 7 tuần. Thời gian nhập học là tháng 1, 3, 5, 7, 9 và 11. Học phí là 2.750 đô mỗi cấp độ. Về điều kiện ăn ở, sinh viên có thể lựa chọn hình thức ở ký túc xá hoặc ở homestay hoặc thuê nhà ở chung với các bạn sinh viên khác. Chi phí ăn ở và sinh hoạt khoảng 600 đến 800 đô tháng, phụ thuộc vào mức chi tiêu của từng sinh viên. Dịch vụ cho sinh viên quốc tế ở trường cung cấp miễn phí từ bảo hiểm sức khỏe, xe đón tại sân bay, tư vấn giáo dục, giáo viên dạy kèm đến giao lưu văn hóa khắp Canada và chương trình trao đổi học làm việc tại quốc tế. Các dịch vụ dành cho sinh viên đang theo học tại Seneca. Sinh viên sẽ được miễn phí sử dụng internet, thư viện và căng tin trường thường xuyên mở cửa 7 ngày một tuần. Nhiều hoạt động phong phú dành cho sinh viên như là câu lạc bộ sinh viên, các hoạt động ngoại khóa dành cho sinh viên, khu chơi thể thao và phát triển thể lực, thư viện, căng tin, v.v. Được dạy kèm miễn phí về toán và anh ngữ và các kỹ năng học tập thông qua học nhóm. Tổ chức tư vấn các dịch vụ hộ chiếu, visa hoặc quy định nhập cư, v.v. Trường có văn phòng phục vụ nghề nghiệp sẵn sàng giúp đỡ sinh viên trong vấn đề tìm việc làm, bán thời gian trong hoặc ngoài trường. Sinh viên tốt nghiệp từ Seneca có thể xin giấy phép làm việc một năm tại Canada và có khả năng gia hạn tiếp tục nếu muốn. Để biết thêm chi tiết về du học Canada hoặc trường cao đẳng Seneca, các bạn có thể gọi điện trực tiếp đến công ty qua số điện thoại 0838484879 hoặc liên hệ trực tiếp tại văn phòng công ty qua địa chỉ 148/1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1 để được lớp tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể liên truy cập website tên đại dương.edu.vn để tìm kiếm thông tin. Xin chào tạm biệt các bạn.